Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh đọc truyện Suy Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên Tộc Chi Vương, tập 88. Tóm tắt nội dung của tập trước. Trong tập trước thì Vương Trường Sinh cùng với Quảng Đồng Nhân tiến vào Thiên Lang Bí Cảnh. Sau đó hội họp cùng với Kim Lão Bà. Ba người này hợp tác với nhau để hái tới Anh Linh Quả. Sau khi hái xong Anh Linh Quả thì lập tức bị truyền tống ra bên ngoài. Nên Vương Trường Sinh có ký hiệp ước với Sát Quỷ Cấm Thư, nhưng mà chưa được giải trừ. Vì thế đang trên đường tìm Quản Đồng Nhân để giải quyết. Rồi, và mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Phương Trường Sinh tới trước một vách đá dốc đứng. Sau khi ngoài thân của hắn sáng lên hào quang màu vàng, liền chui vào vách đá. Không qua bao lâu, hắn xuất hiện ở trong một cái hang đá phòng bế. Yêu thử giống cái từ lòng đất chui ra, trong miệng nó phát ra tiếng kêu chít chít. Ngoài thân sáng lên hào quang màu vàng, chui về phía vách đá trước mặt. Phanh một tiếng vang trầm nặng, yêu thử giống cái không thể chui vào trong vách đá, bị va đập đầu váng mắt hoa. Song đồng thử từ trong lòng đất chui ra, nó dậm hai chân nhảy dựng lên. Vô yêu thử giống cái ngã xuống đất, chúng nó lăn lộn đánh nhau. Không qua bao lâu, con yêu thử giống cái kia tự như là khuất phục, giao phối với song đồng thử. Vương Trường Sinh vẫn chưa để ý tới song đồng thử, ánh mắt dừng ở trên vách đá. Thổ độn thuật cũng mất đi hiệu lực, 89/10 là mỏ kim loại nào đó. Hắn nâng tay, kiều khúc thần xa bay ra, biến ảo thành một thanh kiếm khổng lồ màu vàng, bổ vào trên vách đá. Một tiếng kim loại va chạm vang lên trầm đục, một màn hào quang màu vàng nhạt bỗng dưng hiện lên. Động phủ cổ tu sĩ sao? Con người Vương Trường Sinh hơi co lại, hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt trở nên hưng phấn. Hắn biến đổi pháp quyết, thanh kiếm khổng lồ màu vàng hóa thành phi châm màu vàng rậm rạp, nối đuôi nhau đánh ở trên màn hào quang màu lam nhạt. Vang lên một trận tiếng trầm đục của nước mưa đánh vào lá chuối. Màn hào quang màu lam không chút dao động, hào quang lưu chuyển không ngừng. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, cấm chế này phòng ngự mạnh như vậy. Hắn nâng tay, kim cương trạc bắn ra, hóa thành một đạo hào quang màu vàng đánh ở trên màn hào quang màu lam, cũng có thể phá hủy màn hào quang màu lam nhạt. Vương Trường Sinh nhíu mày, hai món pháp bảo đều không thể phá hủy cấm chế. Tay phải của hắn đập về phía màn hào quang màu lam. Trên không màn hào quang màu lam nổi lên một gợn sóng, một vòng xoay lớn mấy trượng bỗng dưng xuất hiện. Một bàn tay khổng lồ màu lam từ trong đó thò ra, hung hăng vồ trên màn hào quang màu lam. Màn hào quang màu lam nhất thời lõm xuống, linh quang lưu chuyển không ngừng. Sắc mặt Vương Trường Sinh trở nên ngưng trọng. Hắn thi triển linh thuật cũng chưa thể phá vỡ cấm chế này, lực phòng ngự cũng quá mạnh rồi nhỉ. Người tu tiên bố trí cấm chế này cũng quá lợi hại rồi. Hắn bắt pháp quyết, kiều khúc thần xa hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu vàng, bổ lên màn hào quang màu lam. Một đợt tiếng nổ vang lên, màn hào quang màu lam biến mất không thấy nữa, lộ ra một cái cửa hang đen xì. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, thu hồi xong đồng thử cùng pháp bảo, thả ra hai con rối thú đi ở phía trước, hắn theo ở phía sau. Hai bên vách đá có dấu vết con người rõ ràng, cách mỗi 30 bước chân, trên vách đá nhất định được khảm một khối nguyệt quang thạch. Sau khi đi hơn 100 bước, phía trước xuất hiện một chỗ rẽ. Rẽ trái đi mấy chục bước lại có một chỗ ngoặt. Không qua bao lâu, một hang đá đơn sơ lớn khoảng một mẫu xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Giữa hang đá có một tòa trận pháp lớn hơn 10 trượng. Trên pháp trận khắc lượng lớn phù văn màu bạc to bằng hạt gạo. Ở quanh pháp trận dựng 4 cây cột đá màu vàng nhạt. Trên mỗi một cây cột đá đều điêu khắc hình của một con yêu thú sống động như thật. Trừ trận pháp cùng 4 cây cột đá, không có vật gì khác nữa. Pháp trận chợt kịch liệt chớp lên, toàn bộ phù văn bừng sáng, một cột sáng màu bạc thô to phóng lên trời. Thời gian hai nhịp thở qua đi, cột sáng màu bạc biến mất, hiện ra bóng người Vương Lâm.
Trên người Vương Lâm máu tươi đầm đìa, quần áo không che thân, khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt đi. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, con người Vương Lâm phóng to, trên mặt tràn đầy biểu cảm không thể tin. Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Lâm trợn mắt há hốc mồm. Ngay sau đó, truyền tống trận dưới chân Vương Lâm kịch liệt chớp lên. Vương Lâm tựa như nghĩ tới cái gì, tung người bay đến phủ cận, vội vàng lấy ra một khối trận bàn màu vàng bốn góc. Một cột sáng màu bạc thô to chợt sáng lên. Sau khi cột sáng màu bạc tán loạn, lộ ra bóng dáng hai nam một nữ. Bọn họ vừa mới truyền tống tới đây. Mặt ngoài bốn cây cột đá sáng lên vô số phù văn màu vàng. Một màn hào quang màu vàng nhạt bỗng dưng hiện lên, úp ngược hai nam một nữ bên trong. Nhìn thấy hai nam một nữ, ba tu sĩ kết đan. Trong lòng Phương Trường Sinh thầm kêu không ổn, không nói hai lời, bay về phía đường tới đây. Lý Đạo Hiểu, đi mau, tứ nguyên tỏa linh trận không vây được bọn họ bao lâu. Vương Lâm hô to một tiếng, hóa thành một đạo độn quang đi theo. Phương Trường Sinh vừa bay đến chỗ ngoặt, một luồng trọng lực cường đại bỗng dưng hiện lên, ấn chặt hắn trên mặt đất, không thể động đậy. Dưới chân hắn sáng lên vô số phù văn màu vàng. Vương Lâm ở trong một mảnh hào quang màu vàng bao vây, nghênh ngang bay qua bên người Vương Trường Sinh. Khốn kiếp! Vương Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi. Lần đầu tiên hắn gặp nhau có thể nói là không quen biết. Lần thứ hai ở nơi này gặp nhau, hắn muốn nói là không quen biết Vương Lâm, chỉ sợ là không có ai tin tưởng. Tay phải của hắn vồ vào không trung hướng phía Vương Lâm. Một bàn tay khổng lồ màu xanh chợt xuất hiện ở phía trước, đập về phía Vương Lâm. Một tiếng nổ vang lên, hộ thể linh cháo của Vương Lâm bị đập nát. Nhưng hắn kịp thời né tránh, bàn tay khổng lồ chỉ giật xuống mấy miếng vải rách. Vương Lâm thâm ý sâu sắc nhìn Vương Trường Sinh một cái, độn quang nở rộ bay ra ngoài. Vốn tưởng phát hiện một chỗ động phủ cổ tu sĩ, hóa ra là hậu thủ của Vương Lâm chuẩn bị. Hắn đánh bậy đánh bạ xâm phạm nơi này, nhảy vào hoàng hà cũng không có rửa sạch. Vương Lâm dùng trận pháp vây khốn hắn, chờ ba tu sĩ kết đan thoát vây, Vương Trường Sinh nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Vương Trường Sinh quát to một tiếng, trong cơ thể truyền ra tiếng xương khớp rộp rộp, gân xanh phồng lên, sắc mặt đỏ bừng, chậm rãi đi về phía trước. Nếu không phải là hắn là thể tu, chỉ sợ một bước cũng không động đậy được. Một trận tiếng nổ thật lớn từ phía sau truyền đến, Vương Trường Sinh biến sắc, vội vàng đẩy nhanh bước chân. Thông đạo không dài, nhưng đi mỗi bước đều cực kỳ khó khăn. Trên mặt đất phân tán nhiều giọt máu tươi, hiển nhiên là từ trên người Vương Lâm nhỏ xuống. Non nửa khắc sau, Vương Trường Sinh đi ra khỏi hang núi, cầm trên tay hai miếng vải rách, ánh mắt âm trầm. Hắn thả ra xong đồng thử, để nó ngửi mảnh vải rách một lần, bay về phía đông nam. Hắn còn chưa bay ra bao xa, trong hang núi truyền ra một đợt tiếng nổ. Vương Trường Sinh bị dọa giật mình một cái, độn quang bùng lên. Sau thời gian một chén trà nhỏ, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, đất rung núi chuyển, mặt đất chia năm xẻ bảy, ba bóng người từ trong đó bay ra. Quả nhiên có đồng loạt, không thể tha cho tên này. Có thể quen biết, cũng có thể không quen biết. Đồng Hoàng không phải là địa bàn của Cựu U Tông chúng ta. Đừng sinh sự, Diệp Lâm mới là mục tiêu của chúng ta. Chỉ cần hắn chưa giải trừ Cựu U huyết quỷ cấm, hắn không thể chạy được. Tìm không thấy Diệp Lâm, lại tìm tới người này. Lão giả áo bào vàng lấy ra một cái khay ngọc màu đen, đánh lên một đạo pháp quyết, không có lấy một chút phản ứng. Cái này sao có khả năng? Vừa rồi tâm hồn bàn còn có phản ứng, chẳng lẽ hỏng rồi sao? Không đúng, tâm hồn bàn là pháp bảo tông chủ tự tay luyện chế, trong vòng vạn dặm đều có thể cảm ứng được khí tức của Diệp Lâm. Trừ phi hắn giải trừ Cửu U huyết quỷ cấm. Lúc này mới trôi qua thời gian bao lâu, có thể giải trừ Cửu U huyết quỷ cấm, hắn đã sớm giải trừ, cần gì chờ tới hôm nay chứ? Có thể trên người hắn có gì bảo gì, tạm thời chặt đứt liên hệ. Chỉ cần hắn chưa giải trừ Cửu U huyết quỷ cấm, hắn cũng không chạy được. Thật sự không được, tìm tên kết đan tầng 1 vừa rồi kia, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ba người bàn bạc một lát, hóa thành ba đạo độn quang xé gió chạy đi. Trong hang núi bí ẩn nào đó, ngoài ngàn dặm, Diệp Lâm ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, ngực để chân, sắc mặt tái nhợt. Ở ngực của hắn có mấy hình lệ quỷ màu đen dương nanh múa vuốt, cuối cùng đã hóa giải Cửu U huyết quỷ cấm. Nhưng ta chỉ còn lại có hơn 50 năm tuổi thọ. Thượng quan vi,
thù này không báo không phải quân tử. Cho dù ta sống không lâu nữa, ở trước khi ta chết, ta sẽ phát tán Cửu U Thiên Huyệt Bảo Điện ra ngoài, để công pháp chấn tông của Cửu U Tông mỗi người một phần. Ta ngược lại muốn xem người có thể thừa nhận nổi hậu quả này hay không. Mặt Diệp Lâm lộ ra vẻ dữ tợn, có chút điên cuồng nói. Hắn thi triển bí thuật nào đó hóa giải Cửu U Huyết Quỷ Cấm, nhưng tuổi thọ chỉ còn lại có hơn 50 năm, tu vi chỉ trúc cơ kỳ. Một khi khôi phục tu vi kết đan kỳ, hắn lập tức lọt vào huyết quỷ cắn nuốt cơ thể mà chết, không có cách nào cả. Cửu U Huyết Quỷ Cấm là bí mật bất truyền của Cửu U Tông. Điều kiện thi triển thuật này cực cao, bởi vì thi triển thuật này thượng quan vi cần điều dưỡng mấy chục năm. Chúng Cửu U Huyết Quỷ Cấm, một thân khí huyết sẽ chậm rãi bị huyết quỷ hút khô, đoạt xá cũng vô dụng. Một khi chúng thuật này là hết cứu. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, một đạo hào quang màu lam bay vào, chính là Vương Trường Sinh. Trên tay Vương Trường Sinh nắm Như Ý Huyền Ngọc Côn, vẻ mặt lạnh như băng. Song đồng thử ghé vào trong lòng Vương Trường Sinh. Người sao nhanh như vậy đuổi tới rồi? Diệp Lâm trợn mắt há hốc mồm, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trúc cơ kỳ, còn muốn gạt người sao? Ánh mắt Vương Trường Sinh lạnh lùng. Như Ý Huyền Ngọc Côn nhanh chóng phình to kéo dài, đánh về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm thiếu chút nữa hại chết Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sẽ không bỏ qua cho Diệp Lâm. Diệp Lâm bị dọa mất vía. Hắn bây giờ chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, căn bản không phải là đối thủ của Vương Trường Sinh. Đợi một chút, ta là trận pháp sư bậc ba thượng phẩm, đừng giết ta, ta có thể giúp người bố trí trận pháp. Trong đầu của ta có công pháp thiên phẩm. Diệp Lâm vội vàng mở miệng. Hắn thật không dễ gì chạy thoát ra từ miệng cọp, không hy vọng hồ đồ chết ở trên tay Vương Trường Sinh. Trận pháp sư bậc ba thượng phẩm, công pháp thiên phẩm sao? Vương Trường Sinh nhíu mày. Như Ý Huyền Ngọc Côn ngừng lại, cách đầu Diệp Lâm chỉ khoảng một thước. Người không phải là tu sĩ kết đan sao? Chờ người khôi phục pháp lực, chỉ sợ chết chính là ta. Chỉ có người chết mới có thể làm người ta yên tâm. Vương Trường Sinh lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. Trận pháp sư bậc ba thượng phẩm tất nhiên là quý giá, nhưng ai dám đảm bảo lời của Diệp Lâm nói là thật? Ai biết Diệp Lâm có phải là thi triển bí thuật nào đó hay không? Tu vi tạm thời ngã xuống chút cơ kỳ, qua một đoạn thời gian khôi phục tu vi, xui xẻo là Vương Trường Sinh. Giết ta, ngươi chỉ đạt được vài món pháp bảo, ta sống có thể sáng tạo cho ngươi càng nhiều giá trị hơn. Trong đầu của ta cất chứa rất nhiều thứ, bao gồm công pháp thiên phẩm. Ta là trận pháp sư bậc ba thượng phẩm, ta biết bố trí nhiều loại trận pháp bậc ba, bao gồm truyền tống trận cửa lớn. Ngươi nếu không yên tâm đối với ta, ngươi khóa ta trong trận pháp bậc ba, không có pháp bảo. Cho dù có pháp lực, không có pháp bảo, ta cũng không cách nào phá trận mà chạy. Tiếng Diệp Lâm tràn ngập dụ hoặc, vẻ mặt khẩn trương. Vương Trường Sinh động lòng rồi. Trận pháp là điểm yếu của vương gia. Nếu mà có một vị trận pháp sư bậc ba, vương gia sẽ phát triển nhanh hơn. Cái khác không nói, chỉ là luyện chế trận bàn, trận kỳ bán ra đã có thể kiếm một lượng lớn linh thạch. Mọi việc đều có lợi, có hại. Nếu là Diệp Lâm nói dối, Vương Trường Sinh sẽ xui xẻo to. Nhưng đề nghị của Diệp Lâm không tồi. Khóa Diệp Lâm ở trong trận pháp bậc ba, thu đi pháp bảo của hắn, hắn hẳn là không thể đào tẩu. Đương nhiên, đây chỉ là cách nói trên lý luận. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nói trắng ra là Diệp Lâm là một thanh gươm hai lưỡi, dùng tốt sẽ là một trợ lực lớn của vương gia. Nếu là dùng không tốt, rất dễ dàng thương tổn đến vương gia. Vương Trường Sinh vung tay phải, một đạo hào quang màu vàng bay ra, sau khi mơ hồ xuất hiện ở trên đỉnh đầu Diệp Lâm, chụp xuống, trói chặt hai tay của hắn lại với nhau. Thân hình Vương Trường Sinh nhoáng lên một cái, xuất hiện trước mặt Diệp Lâm, lục soát lấy đi túi trữ vật trên người Diệp Lâm. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần, sau khi xác nhận trên người Diệp Lâm không có cất giấu pháp bảo phù triện, lúc này mới yên lòng. Thành thật khai ra xuất thân của ngươi. Còn có ba tu sĩ kết đan kia vì sao sẽ đuổi giết ngươi? Cơ hội chỉ có một lần. Ngươi nghĩ kỹ rồi nói. Nếu ta phát hiện ngươi gạt ta, ta sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Ngươi tốt nhất nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Vương Trường Sinh nói từng chữ một, giọng điệu lạnh như băng. Diệp Lâm do dự một lát, thở dài một hơi, nói đơn giản một lần xuất thân của mình cùng nguyên nhân bị đuổi giết. Bắc Cương,
Cựu U Tông. Cha ngươi là trưởng lão Cựu U Tông, cạnh tranh vị trí tông chủ thất bại. Tông chủ Cựu U Tông phái người đuổi giết ngươi sao? Phương Trường Sinh nhíu mày. Hắn từng nghe nói Bắc Cương nơi này. Về phần thế lực tu tiên của Bắc Cương, hắn không rõ ràng lắm. Dựa theo cách nói của Diệp Lâm, Cựu U Tông ở Bắc Cương cũng là tông phái lớn số 1 số 2. Nếu không cũng sẽ không có công pháp thiên phẩm. Nếu ta giấu giếm ngươi, người Cựu U Tông phát hiện hành tung của ngươi, ta chẳng phải là xui xẻo theo sao? Giết ngươi mới là lựa chọn tốt nhất, sẽ không? Đồng hoàng lớn như vậy, ngươi không nói, ta không nói, bọn họ sao có thể tìm tới cửa chứ? Hơn nữa, ta sống có thể sáng tạo càng nhiều lợi ích hơn cho ngươi. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ do dự. Hắn đổ ra một đống đồ vật trong túi trữ vật của Diệp Lâm. 7 món pháp bảo, 11 tấm trận bản, mấy trăm cây cờ trận, còn có một chút bày trận tài liệu, một khối ngọc giản hoặc là điển tịch đều không có. Ngươi không cần tìm nữa, công pháp thiên phẩm cùng điển tịch bày trận đều ở trong đầu của ta. Ta cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức ghi lại công pháp thiên phẩm ở trong ngọc giản. Trong túi trữ vật có 4 trận pháp bậc 3, ngươi có thể vây ta ở trong trận pháp. Không có pháp bảo, cho dù khôi phục tu vi, ta muốn thoát cũng khó. Ngươi nói cho ta biết phương pháp tu luyện công pháp thiên phẩm, không sợ ta giết ngươi diệt khẩu sao? Diệp Lâm cười nói, cho dù ngươi không cần, ta cũng sẽ phát tán Cửu U Thiên Huyền Bảo Điển ra ngoài. Chỉ có như vậy, thượng quan vi, nữ nhân lẳng lơ kia mới có điều thu liệm. Ta sẽ phát tán ra phương pháp tu luyện 4 tầng độc. Cái này cũng là tốt cho ngươi. Nếu không, ngươi nếu tu luyện công pháp này, rất nhanh sẽ bị Cửu U Tông tra được. Tài nguyên tu tiên công pháp này cần khá kỳ lạ, nhắm chừng cũng không có mấy ai có thể tu luyện ra. Vương Trường Sinh trầm mặc không thôi, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, cân nhắc lợi hại trong đó. Trong này có trận pháp truyền tống trận không? Không có cờ trận, nhưng tài liệu bố trí truyền tống trận còn có một ít. Có thể bố trí một tòa truyền tống trận song hướng, khoảng cách truyền tống là ở trong vòng 3 vạn dặm. Vương Trường Sinh hài lòng gật đầu. Được, ta tạm thời tha cho ngươi một mạng. Ngươi nếu dám giở trò, ta lập tức lấy mạng của ngươi. Hắn thu hồi đồ vật trên mặt đất, ngoài thân sáng lên hào quang màu vàng chói mắt. Đặt một tay lên trên vai Diệp Lâm, hai người chui vào lòng đất biến mất. Dãy núi Thái Nhất, trong hang động nào đó trong lòng đất, đám người Vương Thành Sơn đang vây công 3 con gấu khổng lồ màu vàng hình thể thật lớn. 3 con yêu thú bậc 2, 2 con bậc 2 thượng phẩm, 1 con bậc 2 hạ phẩm, hình như là cả nhà. Nhưng chúng nó vết thương chồng chất, rõ ràng là ở thế yếu. Săn giết yêu thú khá là nguy hiểm, cho dù có 4 vị tu sĩ trúc cơ dần đội, vẫn có 3 tộc nhân chết thảm ở trong miệng yêu thú. 2 tộc nhân bị thương nặng, đang điều dưỡng ở trên phường thị. 2 con yêu gấu bậc 2 thượng phẩm phát ra một tiếng rống quái dị, phun ra một cơn lốc màu vàng, thổi bay pháp khí đánh tới, hóa thành 2 làn gió tanh lao về phía Vương Thu Minh. Không ổn, Thu Minh, mau lui lại. Khuôn mặt xinh đẹp của Uông Như Yên biến sắc, ngón tay ngọc nhanh chóng lướt qua dây tỉ bà. Một mảnh lớn sóng âm màu xanh càn quét ra, 2 con gấu yêu thú phun ra một làn sóng âm màu vàng. 2 làn sóng âm va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí cường đại. Bách kiếm quy nhất. Vương Thành Sơn lạnh lùng quát một tiếng, mấy trăm cây phi kiếm màu xanh bỗng dưng hiện lên ở phía trước, đánh phía 2 con yêu gấu vết thương chồng chất. 2 tiếng kêu thảm thiết vang lên, 2 con yêu gấu màu vàng bị mấy trăm cây phi kiếm màu xanh xuyên thủng thân thể. 1 con yêu gấu khác thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn. 1 quả cầu lửa cỡ lớn chợt từ trên trời giáng xuống, nện ở trên thân nó, ngọn lửa hừng hực bao phủ thân thể của nó. Vương Thù Minh nhân cơ hội lấy ra 1 con gấu màu vàng từ trên cao nện xuống, 1 tiếng hét thảm vang lên. Thật bá, thật lợi hại, yêu gấu bậc 2 thượng phẩm cũng không ngăn được một bí thuật này của ngươi. Vương Thù Minh nhìn 2 con gấu đang ngã trong vũng máu, vẻ mặt hâm mộ. Vì giữ bí mật, Vương Thành Sơn đổi xưng Bách Kiếm Quy Nhất. Môn tiểu thần thông này là bí thuật, chỉ có một số ít người biết chân tướng. Vương Thành Sơn mỉm cười khiêm tốn nói, không có gì, cháu nếu là trúc cơ, cháu cũng có thể làm được.
Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau chóng quay trở về đi. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ đi ra khỏi hang động. Vương Thanh Sơn thả ra một con thuyền bay, chờ mọi người bay về phía bầu trời. Ngụy Quốc, Hồng Diệp Lĩnh, một đạo độn quang màu lam từ bầu trời nơi xa bay tới, đáp ở phụ cận Hồng Diệp Lĩnh. Độn quang chợt tắt, lộ ra Vương Trường Sinh và Diệp Lâm. Trên đầu của Diệp Lâm đội áo choàng màu đen, làm người ta không thấy rõ khuôn mặt của hắn. Vương Trường Sinh cũng không dám an trí Diệp Lâm ở Thanh Liên Sơn Trang. Hồng Diệp Lĩnh trái lại là một lựa chọn không tệ. Vương Trường Sinh lấy ra một lá bùa truyền âm, thấp giọng nói vài câu, ném vào trong sương mù dày đặc ở phía trước. Mê vụ trận bậc hai hạ phẩm, quá kém rồi, cùng chỉ phòng được một số kẻ không hiểu trận pháp. Diệp Lâm đánh giá, lấy trình độ trận pháp của hắn tự nhiên chướng mắt bộ trận pháp này. Không qua bao lâu, sương mù dày đặc biến mất. Vương Thu Hâm từ bên trong bay ra, mấy tu sĩ luyện khí đi theo phía sau. Tôn Nhi bái kiến Kiểu Thúc Công. Vương Trường Sinh khoát tay phân phó, sắp xếp cho ta một chỗ yên tĩnh, càng yên tĩnh càng tốt. Vương Thu Hâm không dám chậm trễ, vội vàng dẫn đường cho Vương Trường Sinh. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trong một căn nhà yên tĩnh. Nơi này là chỗ ở của Vương Thu Hâm, nhưng bây giờ thuộc sở hữu của Vương Trường Sinh. Từ giờ trở đi, chưa có ta phân phó, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào nơi này. Vương Trường Sinh phân phó một tiếng, để Vương Thu Hâm lui xuống. Trong sân có một tòa lầu cát màu xanh cao 3 tầng. Bên cạnh lầu cát trồng vài cây linh trúc màu xanh. Tay áo bào của Vương Trường Sinh vung lên, về phía lầu cát màu xanh. Hơn 100 cây cờ trận màu vàng bắn ra, xoay vù vù, hóa thành hơn 100 cây cờ phướn hào quang màu vàng lưu chuyển không ngừng, nhập vào phụ cận lầu cát màu xanh. Bộ thú phổ phong linh trận này là trận pháp bậc 3 trung phẩm, là Diệp Lâm tự tay luyện chế, bây giờ bị Vương Trường Sinh lấy để vây khốn Diệp Lâm. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm trận bàn màu vàng, đánh lên một đạo pháp quyết. Một mảnh lớn sương mù màu vàng từ trong lòng đất trào ra, bao phủ cả sân nhà. Vương Trường Sinh dẫn theo Diệp Lâm đi vào. Trong lầu cát có một tầng hầm ngầm lớn hơn 20 trượng. Diệp đạo hữu, người ở đây bố trí truyền tống trận đi. Vương Trường Sinh đưa cho Diệp Lâm một túi trữ vật phân phó. Diệp Lâm tiếp nhận túi trữ vật, lấy ra tài liệu bày trận bên trong, bắt đầu bố trí truyền tống trận. Vương Trường Sinh ở một bên giám thị, lấy trình độ trận pháp của Diệp Lâm, bố trí một tòa truyền tống trận không tính là gì. Hắn tốn một canh giờ đã bố trí xong truyền tống trận. Đây là truyền tống trận song hướng, hai bên có thể tự do lui tới. Diệp Lâm đã bố trí ở Thanh Liên Sơn Trang một tòa truyền tống trận, bố trí xong một tòa truyền tống trận này là có thể sử dụng. Bố trí xong truyền tống trận, Vương Trường Sinh thả ra một con rối thú, để con rối thú đứng ở trên truyền tống trận, để vào rảnh linh thạch trung phẩm, đánh lên một đạo pháp quyết. Một mảnh lớn cột sáng màu trắng từ trên truyền tống trận sáng lên, bao phủ thân thể con rối thú. Không qua bao lâu, cột sáng màu trắng tan đi, con rối thú biến mất. Truyền tống trận chợt kịch liệt chớp lên, hào quang màu trắng lóe lên. Vương Trường Nguyệt chợt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Nguyệt khuôn mặt mụm mịm trẻ con, trên mặt treo nụ cười ngọt ngào, trên tay còn cầm một trái cây màu xanh đã ăn một nửa. Nàng cười ngọt ngào với Vương Trường Sinh. Cả thành công rồi, thật sự có thể truyền tống tới đây. Đây là đương nhiên, truyền tống trận loại nhỏ mà thôi, nếu có đủ tài liệu, truyền tống trận cỡ lớn ta cũng có thể bố trí ra. Diệp Lâm cười nhạt, giọng điệu tràn ngập tự tin. Vương Trường Nguyệt cắt một miếng trái cây, vẻ mặt tò mò nhìn Diệp Lâm. Trường Nguyệt, muội đi về trước đi, chuyện truyền tống trận không được nói cho người khác, bản thân muội biết là được, đây là cơ mật trong tộc. Ca, muội biết nặng nhẹ, vậy muội đi về trước. Vương Trường Nguyệt đáp ứng, đi đến trên truyền tống trận, đánh một đạo pháp quyết lên truyền tống trận. Sau khi một mảnh cột sáng màu trắng sáng lên, nàng biến mất. Bên trong còn có tài liệu bày trận, ngươi hẳn là biết nên làm như thế nào chứ. Diệp Lâm cười cười, nâng bước đi về phía góc, tiếp tục bố trí trận pháp. Diệp Lâm chính là một quả bom hẹn giờ, nếu là Cửu U Tông tìm tới cửa, vậy thì phiền toái rồi. Vương Trường Sinh thật ra muốn giết Diệp Lâm,
Nhưng một câu của Diệp Lâm đã khiến hắn thay đổi chủ ý. Giết ta, ba tên đó sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Bọn họ không tìm thấy ta, tự sẽ tìm đến ngươi. Bọn họ từng thấy ngươi hai lần, tìm tới cửa là chuyện sớm hay muộn. Ngươi giết ta, chẳng lẽ bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Sau lưng ngươi, nếu là có mấy vị tu sĩ Nguyên Anh còn dễ nói, nếu là không có, bọn họ cũng sẽ không tha cho ngươi. Giết Diệp Lâm, tu sĩ kết đan của Cửu Tông vẫn sẽ tìm tới cửa. Diệp Lâm thi cốt vô tổn, lấy cái gì giải thích? Giao ra Diệp Lâm sao? Vậy càng làm không được. Nhớ đâu Diệp Lâm cắt ngược một cái nói Phương Trường Sinh biết phương pháp tu luyện công pháp chấn tông của Cửu U Tông. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, người Cửu U Tông cũng sẽ không tin tưởng lời nói của Phương Trường Sinh. Vì đảm bảo truyền thừa Cửu U Tông không tiết lộ ra ngoài, người Cửu U Tông chuyện gì cũng làm ra được. Phương Trường Sinh bây giờ cũng là đụng quân dính bùn, không phải cứt cũng là cứt. Hắn chỉ có thể cắn chặt, không quen biết Diệp Lâm. Đương nhiên, hắn cần làm thêm nhiều sự chuẩn bị, tránh cho bị Cửu U Tông hốt cạo. Diệp Lâm có chết hay không, người Cửu U Tông sớm hay muộn tìm tới cửa. Một tên Diệp Lâm sống có thể cho Vương gia trợ giúp lớn hơn nữa. Ba canh giờ sau, Diệp Lâm bố trí xong trận pháp, tự giác đứng ở bên trong một màn hào quang màu vàng lớn hơn 10 trượng. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bát sứ màu lam, đổ một ít chất lỏng màu đen vào bên trong, mở mồm phun ra một mảnh lớn tinh huyết. Bắt pháp quyết, chất lỏng màu đen bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Hắn lấy ra một cái bình thu hồn, thả ra tinh hồn một con yêu cầm bậc 3 hạ phẩm. 10 ngón tay búng liên tục, đánh mấy đạo pháp quyết lên tinh hồn. Tinh hồn yêu cầm xoay một cái, lóe lên nhập vào trong bát sứ. Tinh hồn yêu cầm cắn nuốt chất lỏng màu đen, hình thể phình to, lóe lên nhập vào trong cơ thể của Diệp Lâm. Ta khuyên ngươi, đừng chạy trốn. Nếu không ta thúc giục diệt hồn cấm, mạng nhỏ của ngươi liền không bảo đảm nữa. Phương Trường Sinh lạnh lùng nói, chuyến đi di chỉ Kim Dương Tông, ông nhiên mang về một đống ngọc giản, trong đó có mấy môn cấm thuật cao cấp. Diệt hồn cấm chính là một loại cấm thuật trong đó. Cấm thuật này nhằm vào thần hồn, cần tinh hồn yêu thú cấp cao làm tài liệu chính, tài liệu khác là phụ. Thuật này chịu giới hạn bởi phạm vi làm phép. Nếu là Diệp Lâm nháy mắt chạy ra mấy ngàn dặm, Vương Trường Sinh cũng không có cách nào làm gì hắn. Lúc này mới bố trí trận pháp bậc 3, làm 2 tầng bảo hiểm. Diệp Lâm cười nhạt nói, yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Lấy tu vi trúc cơ của ta chạy ra, chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Hy vọng thế. Người thành thật ở lại nơi này đi, Phương Trường Sinh dặn dò một tiếng, lấy ra một tấm trận bàn màu vàng, đánh lên một đạo pháp quyết. Vô số phù văn màu vàng sáng lên, hóa thành một màn hào quang màu vàng nhạt, bao phủ Diệp Lâm ở bên trong. Hai bộ trận pháp bậc 3, nếu Diệp Lâm còn có thể chạy trốn, Phương Trường Sinh cũng không có cách nào làm gì cả. Hắn trùng quy không thể nhìn chằm chằm Diệp Lâm mọi lúc. Phái người trông Diệp Lâm sao? Vậy càng vô dụng. Diệp Lâm là trận pháp sư bậc 3 của Cửu U Tông, bí thuật biết được khẳng định không ít. Vương Trường Sinh nâng bước đi ra ngoài, trở lại mặt đất. Hắn đổ ra toàn bộ thu hoạch đạt được ở trong Thiên Lang bí cảnh. 6 viên yêu đan bậc 3, 5 viên bậc 3 hạ phẩm, 1 viên bậc 3 trung phẩm, 2 cái tinh hồn bậc 3, một lô tài liệu luyện khí bậc 3, pháp bảo có 3 cây phi đao hào quang màu đỏ lập lòe, một cái ô nhỏ màu đỏ cùng một món như ý huyền ngọc côn, 7 cây linh dược 500 năm trở lên, một trái phục kim quả tăng thêm một phần tỷ lệ kết đan, hơn 500 cân thiên địa linh thủy bậc 3, một đám trứng linh trùng, mười mấy hạt châu màu đen không biết tên. Quý giá nhất là khối lưu ly triều nguyệt thạch kia. Đây còn là thứ Vương Trường Sinh đạt được. Thu hoạch của Diệp Lâm cũng thuộc về Vương Trường Sinh. Tài vật trên người Diệp Lâm càng nhiều hơn, đều bị Vương Trường Sinh thu ở trong trữ vật châu. Lúc này, hắn lúc trước đã về Thanh Liên Sơn Trang một chuyến, nhưng hắn khá vội vàng, chưa gặp mặt Vương Thanh Khải. Lúc trước Vương Minh Giang bị lòng tham làm váng đầu óc, cướp giết đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn. Vương Trường Sinh vì chùi đít cho Vương Minh Giang, đành phải mượn Hạo Thiên Kính của Thái Nhất Tiên Môn trùng kích kết đan kỳ,
Sau khi kết đan, cuộc sống tuy khổ nhưng không có gì mạo hiểm, gia tộc vẫn luôn vững vàng phát triển. Chuyến đi thiên lang bí cảnh một chuyến này, Vương Trường Sinh đạt được một lượng lớn tài vật, đặc biệt lưu ly triều nguyệt thạch có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của hắn. Vốn tưởng tất cả đều phát triển tới phương hướng tốt đẹp, nhưng chuyện Diệp Lâm giống như là một tảng đá lớn đè ở trong lòng Vương Trường Sinh. Hắn phải nhanh một chút tăng lên tu vi, mặt khác gia tộc phải nhanh chóng một chút bồi dưỡng ra vị tu sĩ kết đan thứ hai. Ngoài ra hắn cần phải ra một ít tộc nhân trung tâm, sợ bị người ta hốt cậu. Cơ trận bàn bậc ba trên tay Diệp Lâm không thể đặt ở Vương gia sử dụng, Vương Trường Sinh chỉ có thể đi nơi khác mua. Diệp Lâm là trận pháp sư bậc ba thượng phẩm, nếu người Cửu U Tông chậm chạp không tìm thấy Diệp Lâm, hẳn là sẽ xuất phát từ phương diện trận pháp. Thế lực nào sản xuất lượng lớn cờ trận pháp bậc ba, hoặc là trận pháp đột nhiên trở nên lợi hại, thế lực này rất có khả năng che giấu Diệp Lâm. Bởi vậy, Vương Trường Sinh tạm thời không thể để cho Diệp Lâm hỗ trợ bố trí trận pháp bậc ba, cho dù là trận pháp bậc hai cũng phải thận trọng. Vương Trường Sinh thu lại tài liệu trên mặt đất, dựa theo phân loại tự tay viết một phong thư đi ra ngoài. Hắn giao thư tự tay viết cùng hai viên yêu đan bậc ba hạ phẩm cho Vương Thu Hâm, phân phó: Thu Hâm, cháu lập tức về Thanh Liên Sơn Trang một chuyến, báo Thanh Khải làm theo ta nói, không thể kéo dài, yêu đan nhất định phải giao cho Thanh Khải để cho Thanh Kỳ luyện chế trúc cơ đan. Sự tồn tại của truyền tống trận chỉ có Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Nguyệt biết tình huống. Vương Trường Sinh không muốn để quá nhiều người biết. Vâng, Cửu Thúc. Vương Thu Hâm đáp ứng, xoay người rời khỏi. Về tới trong phòng, Vương Trường Sinh thả ra song đồng thử, cho nó ăn một viên yêu đan thuộc tính thổ bậc 3 hạ phẩm. Song đồng thử sau khi ăn vào một viên yêu đan bậc 3, còn chạy loạn chung quanh, tỏ ra rất hưng phấn. Vương Trường Sinh hơi do dự, lấy ra một cây nấm màu đen to bằng bàn tay, đút cho song đồng thử. Sau khi ăn vào cây linh dược hơn 600 năm này, song đồng thử như là uống say, đứng dậy, thân thể đung đưa, ngã xuống đất, sau đó quay cuồng sang hai bên. Một lát sau, nó nằm úp sấp ở trên mặt đất không nhúc nhích, lâm vào ngủ say. Vương Trường Sinh thu song đồng thử về Linh Thú Châu, lấy ra lưu ly triều nguyệt thạch đặt ở bên người. Rất nhanh, nhiều điểm sáng màu lam hiện lên ở trong phòng. Hơi nước trong phòng trở nên dày đặc. Không hổ là thiên địa kỳ thạch, có lưu ly triều nguyệt thạch cộng thêm thiên địa linh thủy phụ trợ, trong 10 năm nhất định có thể tiến vào kết đan tầng 2. Hắn lấy ra một cái bình sứ màu lam, cậy nắp bình, một luồng hàn ý lạnh thấu xương liền tuôn ra. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, một mảnh lớn chất lỏng màu lam từ trong bình sứ màu lam trào ra, xoay vù vù, bao vây lấy thân thể của Vương Trường Sinh. Hắn mặc niệm khẩu quyết tu luyện, Quy Thủy Chân Kinh, tầng thứ 7, bắt đầu tu luyện. Tầng hầm ngầm, Diệp Lâm ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, hai mắt chuyển động không dừng, tự như là đang suy nghĩ chuyện gì. Bắc Cương, Hắc Viêm Môn là một môn phái nhỏ của Bắc Cương. Trong môn phái có hai vị tu sĩ kết đan, môn chủ Nam Cung Thịnh có tu vi kết đan tầng 5. Hắc Viêm Môn vốn là thế lực phụ thuộc Kim Diệm Cung. Khi Cửu U Tông nội loạn, Kim Diệm Cung liên hợp nhiều môn phái bất mãn đối với Cửu U Tông, vây công Cửu U Tông. Thượng quan vi tân nhậm tông chủ Cửu U Tông dùng chấn tông chi bảo Cửu U Trung, chuông Cửu U, cùng mấy đại thần thông chém giết hai tu sĩ Nguyên Anh, đánh lui liên quân vây công. Sau đó, thượng quan vi dẫn dắt môn nhân đệ tử đánh lên Kim Diệm Cung, tiêu diệt Kim Diệm Cung, ngồi vững vị trí tông chủ Cửu U Tông. Nam Cung Thịnh lúc trước cũng tham dự vây công Cửu U Tông. Từ sau khi Kim Diệm Cung bị diệt, Nam Cung Thịnh hoảng sợ không chịu nổi, vẫn luôn muốn tìm một cái đùi to để ôm lấy. Nếu là không có đại lão chống lưng, lấy tác phong cường thế của Cửu U Tông, kế tiếp bị diệp môn chính là Hắc Viêm Môn. Phòng nghị sự, Nam Cung Thịnh đang nói cái gì đó với một nam một nữ. Nữ là mỹ phụ áo trắng, thân hình cao lớn, toàn thân mỹ phụ áo trắng tản mát ra một luồng sát khí sắc bén, nhìn qua là biết không phải là mặt hàng dễ chọc. Nam mặc áo dài màu xanh, dáng người trung đẳng,
trên người tản mát ra sát khí nồng đậm. Nam Cung Đào hiểu, ngươi còn cân nhắc cái gì? Các ngươi đã trêu chọc Cửu U Tông, trừ Phong Diệm giáo chúng ta chịu thu lưu các ngươi, còn có thế lực nào dám thu lưu Hắc Viêm Môn các ngươi? Điều kiện chúng ta đưa ra đã rất hậu hĩnh rồi. Mỹ phụ áo trắng lời nói thấm thía khuyên nhủ. Trong lòng Nam Cung Thịnh cười khổ một trận. Nếu không phải trêu chọc Cửu U Tông, hắn sao có thể đầu nhập vào thế lực khác? Phong Diệm giáo, chỗ Mỹ phụ áo trắng là một môn phái lớn, thực lực so với Kim Diệm Cung còn mạnh hơn vài phần. Lúc này các thế lực đều bận tâm mở rộng thực lực, Phong Diệm giáo cũng không ngoại lệ. Được rồi, tại hạ... Nam Cung Thịnh còn chưa nói xong, một Mỹ phụ áo đỏ dáng người đầy đặn bước nhanh đi đến, vẻ mặt có chút kích động. Nam Cung Thịnh nhíu mày, có chút khẩn trương hỏi: "Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì?" "Phu quân, người Thái Nhất Tiên Môn đến, ở ngay bên ngoài, bọn họ cứ nói Hắc Viêm Môn chúng ta đoạt vật tư của bọn họ, nói là muốn tiêu diệt Hắc Viêm Môn chúng ta." Năm vị tu sĩ kết đan dần đổi, còn có hơn 100 tu sĩ trúc cơ. Nam Cung Thịnh biến sắc kinh hồ: "Cái gì? Hắc Viêm Môn chúng ta cướp đoạt vật tư Thái Nhất Tiên Môn khi nào? Đây là muốn gán tội cho người khác." Hắn nhìn về phía nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh cười nhạt nói: "Đã là hiểu lầm, nói rõ không phải là được rồi sao? Thái Nhất Tiên Môn mới đến, làm việc cũng sẽ không phải bá đạo như vậy. Trừ phi Thái Nhất Tiên Môn muốn cùng nhau khai chiến với Phong Diệm giáo chúng ta. Được rồi, vậy đi ra ngoài nhìn một cái đi." Không qua bao lâu, bốn người bọn Nam Cung Thịnh đã đến bên ngoài sơn môn. Trên lưng của một con giao long màu đỏ dài hơn 20 trượng có mấy trăm đệ tử Thái Nhất Tiên Môn đứng. Dẫn đội là Mạnh Thiên Chính. Mạnh Thiên Chính đã tu luyện đến kết đan tầng 6. Lần này phụng mệnh thu phục Hắc Viêm Môn, Vương Minh Nhân cũng ở bên trong. "Tại hạ Thái Nhất Tiên Môn Mạnh Thiên Chính, các người ai là môn chủ của Hắc Viêm Môn?" Nam Cung Thịnh. Ánh mắt của Mạnh Thiên Chính nhìn quét ở trên thân bốn người bọn Nam Cung Thịnh. Hắn tự nhiên biết ai là Nam Cung Thịnh, chỉ là giả vờ không biết. "Tại hạ chính là môn chủ Hắc Viêm Môn Nam Cung Thịnh." Mạnh Đào hiểu, phương diện này khẳng định có hiểu lầm. "Người của Hắc Viêm Môn chúng ta sao có thể cướp đoạt vật tư của các ngươi chứ?" Nam Cung Thịnh cười lấy lòng nói: "Hừ, ý của ngươi là Thái Nhất Tiên Môn chúng ta vu oan người sao? Trần Sư Thúc phán đoán là sai. Nhưng người đó mặc trang phục đệ tử Hắc Viêm Môn, không phải Hắc Viêm Môn các ngươi. Chẳng lẽ là người Thái Nhất Tiên Môn chúng ta sao?" Mạnh Thiên Chính lạnh lùng nói: "Tại hạ Phong Diệm giáo Tống Thanh Vân." Mạnh Đào hiểu, nói không có bằng chứng. "Thái Nhất Tiên Môn các ngươi mời đến, làm việc đừng có quá đáng." Nam tử áo xanh nhíu mày nói, sắc mặt có chút không vui. Mạnh Thiên Chính nheo đôi mắt lại nói: "Tống Thanh Vân sao? Tống Thanh Vân một trong Phong Diệm song sát, ngày khác lại lãnh giáo ngươi." Nam Cung Đào hiểu, bây giờ có hai con đường bày ở trước mặt của ngươi. Một là diệt môn, hai là thư nguyệt trung thành. Thái Nhất Tiên Môn chúng ta chưa từng bạc đãi người một nhà, ngươi xem mà làm. Cái này... Mặt Nam Cung Thịnh lộ vẻ do dự. "Thái Nhất Tiên Môn các ngươi làm việc đừng có quá đáng. Hắc Viêm Môn đã thuộc về Phong Diệm giáo chúng ta. Các ngươi đối phó Hắc Viêm Môn chính là khiêu khích Phong Diệm giáo chúng ta." Mỹ phụ áo trắng lạnh giọng nói: "Chính là khiêu khích Phong Diệm giáo các ngươi đó, lại làm sao?" Lạnh Như Mị cười lạnh nói, vẻ mặt khinh thường. Vương Minh Nhân nhìn thấy tu sĩ kết đan tranh phong, vẻ mặt lạnh nhạt. Sắc mặt Nam Cung Thịnh trở nên rất khó coi. Vô luận là Thái Nhất Tiên Môn hay Phong Diệm giáo, hắn người nào cũng không đắc tội nổi. Nam Cung Đào hiểu, ta cho ngươi thời gian 10 nhịp thở cân nhắc. Nếu là ngươi không trả lời, ta có thể coi là ngươi đối nghịch với Thái Nhất Tiên Môn chúng ta. Vậy chớ trách chúng ta không khách khí. Nghe xong lời này, trong lòng Nam Cung Thịnh cười khổ một trận. Hắn đảo trong mắt, cười lấy lòng nói: "Chim khôn chọn cành mà đậu. Như vậy đi, các ngươi đều phái ra 3 đệ tử luận bàn một phen. 3 ván thắng 2, Hắc Viêm Môn chúng ta đầu nhập vào phe thắng, như thế nào?" "Được, đề nghị này của ngươi không tệ. Ta trái lại muốn xem Thái Nhất Tiên Môn có phải lợi hại như vậy hay không." Tống Thanh Vân đáp ứng. Hắn cũng không muốn kết thù cùng Thái Nhất Tiên Môn. Thắng là tốt nhất, thua cũng chỉ là chết 3 đệ tử trúc cơ kỳ. Phong Diệm giáo chịu được tổn thất.
Vương Minh Nhân nghe xong lời này, hơi động tâm. Nếu là có thể đại biểu Thái Nhất Tiên Môn xuất chiến và thắng lợi một trận, công lao này cũng không nhỏ. Mạnh Sư Thúc, đệ tử Vương Minh Nhân nguyện ý xuất chiến. Lạnh Sư Thúc, đệ tử Vương Minh Nhân nguyện ý xuất chiến. Vương Minh Nhân vội vàng truyền âm cho Mạnh Thiên Chính cùng Lạnh Như Mị. Muốn lập công, mình phải chủ động, đừng nghĩ công lao từ trên trời rơi xuống. Trước khi đến Bắc Cương, Từ Tử Hoa dần theo Vương Minh Nhân bái phỏng một lần tu sĩ kết đan tới Bắc Cương, bao gồm Mạnh Thiên Chính và Lạnh Như Mị. Thi đấu tông môn, Vương Minh Nhân đứng 49, thực lực không kém. Vương Minh Nhân từng giúp Lạnh Như Mị hái cây linh dược ngàn năm nào đó. Cộng thêm quan hệ của Từ Tử Hoa, Lạnh Như Mị truyền âm cho Mạnh Thiên Chính. Mạnh Sư Huynh, Vương Minh Nhân đệ tử Từ Sư Huynh thực lực không kém, tinh hắn một người đi. Lạnh Như Mị đứng trong Thái Nhất Ngũ Kiệt, Mạnh Thiên Chính tự nhiên là sẽ nể mặt của nàng. Triệu Vô Cực, Triệu Ngọc Nhi, Vương Minh Nhân, ba người các ngươi bước ra khỏi hàng. Tống Thanh Vân lúc này phái ra ba đệ tử trúc cơ kỳ, hai bên chuẩn bị sinh tử đấu. Nửa khắc đồng hồ sau, trên một cái quảng trường đá thật lớn, Nam Cung Thịnh sai người dựng ba tòa lôi đài đá lớn hơn trăm trượng. Một màn hào quang màu xanh nhạt bao phủ lôi đài đá. Đối thủ của Vương Minh Nhân là một nữ tử áo đỏ, mi thanh mục tú, trúc cơ tầng 7. Tỷ thí bắt đầu. Theo Nam Cung Thịnh ra lệnh một tiếng, hai bên lần lượt động thủ. Nữ tử áo đỏ lấy ra một cái ô nhỏ màu đỏ, phun ra một mảnh hào quang màu đỏ bao phủ nàng. Nàng lấy ra pháp khí phòng ngự, một quả cầu lửa cỡ lớn to bằng căn phòng đánh tới. Một mảnh lớn ngọn lửa màu đỏ bao phủ bóng người nữ tử áo đỏ. Năm luồng hào quang màu đỏ chợt bay ra từ trong ánh lửa, lấy lên một cái đã tới trước người Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân không dám chậm trễ, lấy ra một hạt châu màu đỏ, trào ra một mảnh lớn sương mù màu đỏ bảo vệ bản thân. Năm luồng hào quang màu đỏ hầu như là nổ tung cùng lúc, hóa thành một màn hào quang màu đỏ thật lớn. Mặt ngoài màn hào quang có năm hình yêu thú: bò cạp khổng lồ, rắn độc, cóc, rết, nhện. Năm con yêu thú giống như là sống lại, đều từ trên màn hào quang rơi xuống, lao về phía Vương Minh Nhân. Trận phù bậc 2 thượng phẩm, ngũ độc trận. Mỗi một con yêu thú lúc còn sống đều là yêu thú bậc 2 thượng phẩm. Một mảnh lớn hào quang màu vàng hiện lên trong hư không, hóa thành những cây phi châm màu vàng, rập trời rập đất đánh về phía 5 con yêu thú. Phi châm màu vàng rậm rạp đánh ở trên thân 5 con yêu thú, vang lên một đợt tiếng vang trầm bùm bùm. Vẫn chưa thương tổn đến chúng nó. Năm lá bùa ánh vàng rực rỡ từ trong sương mù màu đỏ bay ra, lóe lên, một cái đã tới đỉnh đầu của 5 con yêu thú, hầu như là cùng lúc nổ tung, hóa thành 5 bàn tay khổng lồ ánh vàng rực rỡ, đè 5 con yêu thú ở trên mặt đất. Một viên gạch hào quang màu vàng lập lòe bắn ra, nháy mắt phóng to tới kích thước của một căn phòng, nhanh chóng đánh về phía 5 con yêu thú. Vài tiếng nổ vang lên, 5 con yêu thú lục tục bị đập thành thịt nát, hóa thành các đốm linh quang biến mất. Màn hào quang màu đỏ cùng tán loạn biến mất. Lúc này đỉnh đầu của Vương Minh Nhân xuất hiện một đám mây lửa màu đỏ thật lớn. Mây lửa quay cuồng một trận, quả cầu lửa màu đỏ rậm rạp bay ra, đánh về phía Vương Minh Nhân. Tiếng nổ âm âm vang lên, lửa hừng hực bao phủ bóng người Vương Minh Nhân. Nhưng rất nhanh, trong lửa vang lên một đợt tiếng quái thú gầm nhẹ. Lửa điên cuồng lóe lên rồi tắt. Vương Minh Nhân hoàn hảo không tổn hao gì. Trước người có ba con rối thú thật lớn. Một vệ sĩ giáp vàng, một con rối khỉ vượn, một con chim ưng khổng lồ màu xanh. Con rối thú bậc 2 thượng phẩm, đây là vật gia tộc cho Vương Minh Nhân dùng hộ thân. Ba con rối thú bậc 2 thượng phẩm cùng lúc lao về phía nữ tử áo đỏ. Chưa tới gần người, chúng nó đã phóng thích pháp thuật công kích nữ tử áo đỏ, cột sáng màu vàng, sóng âm công kích, kiếm quang màu xanh. Khuôn mặt nữ tử áo đỏ biến sắc, vội vàng thả ra một con mảng xà khổng lồ màu đỏ cùng một con chim ưng khổng lồ màu đỏ, đồng thời lấy ra 5 cái vòng tròn màu đỏ đánh về phía vệ sĩ giáp vàng. Một tiếng rồng gầm, phượng hót vang lên, một con giao long màu đỏ cùng một con hỏa phượng màu đỏ bổ nhào đến. Giao long màu đỏ cùng hỏa phượng màu đỏ là bản mạng pháp khí từ mẫu long phượng hoàn của Vương Minh Nhân biến thành, uy lực cực lớn. Nữ tử áo đỏ vội vàng thi triển phòng ngự cho bản thân, nhưng bản mạng pháp khí của Vương Minh Nhân là bộ pháp khí, lại luyện vào tinh hồn yêu thú bậc 2 thượng phẩm, uy lực vượt xa bản mạng pháp khí bình thường. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, giao long màu đỏ
và hỏa phượng màu đỏ dễ dàng phá hủy phòng ngự của nữ tử áo đỏ, xé thân thể của nàng thành mảnh vụn. Vương Minh Nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu không phải có ba con rối thú bậc hai thượng phẩm cuốn lấy nữ tử áo đỏ, hắn cho dù dùng bản mạng pháp khí cũng không có khả năng nhanh như vậy tiêu diệt đối phương. Có ba con rối thú bậc hai thượng phẩm tương đương với bốn tu sĩ trúc cơ đối phó nữ tử áo đỏ. Lúc này hai tòa lôi đài khác cũng kết thúc chiến đấu. Triệu Vô Cực thắng, Tiêu Ngọc Nhi thua. Thái Nhất Tiên Môn thắng hai trận, dựa theo ước định Hắc Viêm Môn Quy thuận Thái Nhất Tiên Môn. Tống Thanh Vân không nói một lời, dẫn theo môn nhân đệ tử rời khỏi. Lão phu Nam Cung Thịnh nguyện dẫn dắt toàn bộ môn đồ quy thuận Thái Nhất Tiên Môn. Nam Cung Thịnh cúi người hành lễ với Mạnh Thiên Chính, khách khí nói: "Nói quá lời rồi, về sau chúng ta ăn cơm trong một cái nồi." Nam Cung đạo hiểu, về sau các người đã là phụ thuộc của Thái Nhất Tiên Môn chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không nhúng tay vào công việc trong môn phái của các người. Nhưng người phải đúng hạn cống nạp, tình huống cụ thể để nói sau. Ai động vào Hắc Phiền Môn các người chính là đối nghịch với Thái Nhất Tiên Môn chúng ta. Thái Nhất Tiên Môn chúng ta đối với kẻ địch chưa bao giờ nương tay. Mạnh Thiên Chính chậm rãi nói, giọng điệu nghiêm túc. Trên mặt của Nam Cung Thịnh ép ra một nụ cười, khách khí nói: "Mạnh đạo hữu, chúng ta đi vào uống trà, chúng ta nói chuyện một chút." Mạnh Thiên Chính đáp ứng, đi theo Nam Cung Thịnh tiến lên. Hắc Viêm Môn từ nay về sau đã trở thành phụ thuộc của Thái Nhất Tiên Môn. Mạnh Thiên Chính, bọn năm tu sĩ kết đan là công đầu. Vương Minh Nhân và Triệu Vô Cực lập công lớn. Đồng Hoàng, Thái Nhất Sơn Mạch. Một con thuyền bay màu xanh từ nơi xa bay tới, bay về phía chỗ sâu trong Thái Nhất Sơn Mạch. Đám người Vương Thanh Sơn đứng ở trên con thuyền bay màu xanh, không nói một lời. Tính toán, bọn họ rời khỏi gia tộc đã 8 năm. Lúc xuất phát, có 15 người. Bây giờ chỉ còn lại có 8 người, 6 tu sĩ luyện khí đã chết. Sau thời gian một chén trà nhỏ, con thuyền bay màu xanh dừng lại. Phía trước có một đội đệ tử Thái Nhất Tiên Môn cản đường lại bọn họ. Dừng lại, từ hôm nay trở đi, Thái Nhất Sơn Mạch phong sơn, kỳ hạn là 10 năm. Trong 10 năm không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào Thái Nhất Sơn Mạch săn giết yêu thú. Vương Thanh Sơn nhíu mày. Hắn từng nghe nói chuyện phong sơn, cách mỗi một đoạn thời gian Thái Nhất Tiên Môn đều sẽ phong sơn. Thời gian không cố định, Thái Nhất Tiên Môn sẽ thả vào Thái Nhất Sơn Mạch một đám yêu thú còn non, cũng gieo lượng lớn hạt giống linh dược. Nếu không phải như thế, tài nguyên yêu thú phong phú nữa cũng sẽ bị săn giết sạch sẽ. Linh dược hoang dại nhiều nữa cũng sẽ bị hái hết. Săn bắt triệt để, Thái Nhất Tiên Môn sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Phong sơn 10 năm, thời gian quá dài rồi. Thanh Sơn, chúng ta quay về gia tộc đi. Ta cảm giác bình cảnh có sự buông lỏng, vừa lúc quay về trong tộc bế quan tu luyện. Ôn Nhiên mở miệng nói. Vương Thanh Sơn đáp ứng, bắt pháp quyết. Con thuyền bay màu xanh đổi hướng, bay dọc theo đường tới đây. Ngụy Quốc, Hồng Diệp Lĩnh. Trong tòa lầu các nào đó, trong phòng lơ lửng lượng lớn điểm sáng màu lam. Toàn bộ căn phòng cực kỳ dày đặc hơi nước. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ. Một tầng màn nước màu lam bao phủ toàn thân của hắn. Một lát sau, Vương Trường Sinh mở mắt, trong mắt tràn đầy vui sướng. Rốt cuộc tiến vào kết đan tầng 2 rồi. Lưu Ly Triều Nguyệt Thạch không hổ là thiên địa kỳ thạch. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, vẻ mặt có chút kích động. Hắn vốn rằng cần phải 7-8 năm mới có thể tiến vào kết đan tầng 2. Chỉ trôi qua 5 năm, hắn đã tiến vào kết đan tầng 2. Công lao của Lưu Ly Triều Nguyệt Thạch không thể không nói. Đương nhiên, giai đoạn đầu của mỗi một cái cảnh giới tốc độ tu luyện vẫn là tương đối nhanh. Sau khi tiến vào kết đan tầng 4, tầng 5, tốc độ tu luyện sẽ chậm lại. Đây là thường thức của tu tiên giới. Hắn vén áo, nhìn về phía ngực. Hình con lệ quỷ kia đã biến mất. Điều này làm hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn đứng dậy đi vào tầng hầm. Diệp Lâm ngồi khoanh chân ở trên mặt đất. Trong nháy mắt Vương Trường Sinh đi vào, Diệp Lâm liền mở mắt. Diệp Lâm cảm nhận được khí tức của Vương Trường Sinh so với trước kia cường đại hơn không ít. Trong mắt nhanh chóng lóe lên một chút nét lạ. Trong mắt đảo qua không ngừng, không biết là đang nghĩ cái gì. Thế nào, ở nơi này đã quen chưa? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Cũng được, nhưng đặt
đó một vị trần pháp sư bậc ba thượng phẩm không dùng, ngươi còn không bằng giết ta đi. Giọng điệu Diệp Lâm bình thản. Ngươi chỉ cho ta phương pháp tu luyện Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện 4 tầng đầu, nếu ta không đoán sai, công pháp khẳng định có vấn đề nhỉ. Vương Trường Sinh tự cười mà không cười, nói Diệp Lâm chép phương pháp tu luyện Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện 4 tầng đầu giao cho Vương Trường Sinh. Dựa theo mệnh lệnh của Vương Trường Sinh, Vương Thanh Khải phục chế nhiều phần, giao cho Vương Thanh Thịnh cầm đi phường thị vài quốc gia lớn bán ra. Nhiệm vụ của hắn chính là bán Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện khắp nơi. Vương Trường Hải luôn ở sở quốc làm việc, rất ít có qua lại với vương gia. Dưới trướng có mười mấy tộc nhân. Các tộc nhân này linh căn đều không tốt gì, cha mẹ đều xuất thân từ tục giới. Trừ Vương Trường Hải, các tộc nhân này cũng không biết quan hệ của bọn họ cùng vương gia Thanh Liên Sơn Trang. Bọn họ chỉ là họ Vương, các tộc nhân này là lực lượng trong bóng tối của vương gia. Vương Thanh Thịnh là con trưởng của Vương Trường Hải. Sau khi Vương Trường Hải qua đời, Vương Thanh Thịnh tiếp nhận vị trí của hắn. Vương Thanh Thịnh cùng lúc đạt được Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện, còn có một viên trúc cơ đạn để hắn trùng kích trúc cơ kỳ. Đây là để người của Cửu U Tông ném chuột sợ vỡ đồ. Nếu là bọn họ tiếp tục đuổi giết Diệp Lâm, Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện hoàn chỉnh sẽ xuất hiện ở trên chợ. Đương nhiên là có vấn đề. Ba tầng đầu không có vấn đề, khẩu quyết tầng thứ tư đã thay đổi vài câu. Phế vật cũng không sống thọ, mọi thứ đều ghi tạc trong đầu của ta. Diệp Lâm chỉ đầu mình, tràn đầy tự tin nói. Nghe người nói còn có một đứa cháu gái, người không để ý an nguy của cô ấy sao? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Vương Thanh Sơn từng đề cập Diệp Lâm có một đứa cháu gái. Dạ, vì yểm hộ thân phận mà thôi. Sống chết của à, không liên quan gì tới ta. Nói đi thì phải nói lại, người nhốt ta như vậy, không phải tài lớn dùng vào việc nhỏ sao? Ta có thể giúp người làm rất nhiều chuyện, ví dụ như là truyền thụ các người trận pháp, tận dụng hết chức năng, người nói xem. Vương Trường Sinh trầm mặc thật lâu, nói, để nói sau, người thành thật ở lại đây cho ta. Hắn đi đến trên truyền tống trận, đánh lên một đạo pháp quyết, một cột sáng màu trắng từ dưới chân sáng lên, bao phủ bóng người của hắn. Vương Trường Sinh nghênh ngang từ trước mặt Diệp Lâm truyền tống rời khỏi. Hắn là cố ý, hắn chung quy không thể luôn canh giữ ở bên người Diệp Lâm nhỉ. Nếu là Diệp Lâm chạy, vậy chạy đi, đỡ cho hắn thấp thỏm lo âu. Diệp Lâm chạy, ngày sau người Cửu Tông tìm tới môn, Vương Trường Sinh sẽ đúng lý hợp tình phủ sạch quan hệ của hai người. Hắn muốn mượn cái này thử Diệp Lâm một lần, xem Diệp Lâm có phải thật sự không thể khôi phục tu vi kết đan kỳ hay không. Mật thất nào đó, Vương Thanh Kỳ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Trước người bày một cái lò luyện đan bị ngọn lửa hừng hực bao lấy, bên trong tràn ngập một mùi thuốc nồng đậm. 5 năm trước, Vương Thanh Khải tìm tới Vương Thanh Kỳ, giao cho Vương Thanh Kỳ 2 viên yêu đan bậc 3 hạ phẩm, bảo Vương Thanh Kỳ luyện chế trúc cơ đan. Một lần trước luyện chế trúc cơ đan thất bại, Vương Thanh Kỳ xấu hổ tự trách, gia tộc để hắn luyện chế trúc cơ đan lần nữa. Vương Thanh Kỳ ở ngoài sự kích động, cảm giác trọng trách trên người rất nặng. Hắn chưa lập tức đi luyện chế trúc cơ đan, mà là khổ tu 4 năm, mượn sức đan dược, mạnh mẽ tăng tu vi lên tới trúc cơ tầng 6. Hắn đã luyện chế thất bại 2 lò trúc cơ đan, đây là lò thứ 3 luyện chế, tỷ lệ thành công rất lớn. Sau khi trải qua nhiều lần thất bại, Vương Thanh Kỳ một lần này tràn ngập tự tin. Một lát sau, Vương Thanh Kỳ biến đổi pháp quyết, lửa tiêu tan biến mất. Hắn mở nắp lò luyện đan, nhìn vào bên trong. 3 viên thuốc màu lam nhạt nằm ở bên trong lò luyện đan. Tổ tông phù hộ, rốt cuộc thành công rồi. Vương Thanh Kỳ thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên mặt tràn đầy vui mừng. Nếu thất bại tiếp, hắn liền thẹn với gia tộc tín nhiệm. 3 viên trúc cơ đan, không lại, không lộ. Còn có 3 phần tài liệu, hắn còn có thể luyện chế 3 lò trúc cơ đan. Vương Thanh Kỳ bình tĩnh, cẩn thận nhớ lại quá trình luyện đan một lần này, viết lại chi tiết quá trình, làm tham khảo về sau luyện chế trúc cơ đan. Trong căn nhà yên tĩnh nào đó, Vương Thanh Khải đang báo cáo với Vương Trường Sinh tình huống trong tộc. Vương Trường Nguyệt đứng ở một bên. Quảng Đông Nhân sau khi về tới Ngụy Quốc, phái người đưa tới 12 viên trúc cơ đan. Đây là thù lao đã nói,
Dựa theo mệnh lệnh của Vương Trường Sinh, Vương Thanh Khải lựa chọn 5 tộc nhân luyện khí kỳ, cho bọn họ mỗi người một viên trúc cơ đạn, bảo bọn họ toàn lực trùng kích trúc cơ kỳ. 5 người đều là tam linh căn, nhưng chỉ có 3 người thành công. Bọn họ phân biệt là Vương Thanh Tiểu, Vương Thanh Điền và Vương Thu Diệp. Bọn họ trước kia từng đi theo Vương Thanh Sơn ra ngoài săn giết yêu thú, có kinh nghiệm đấu pháp nhất định. Trong đó Vương Thu Diệp là luyện đan sư bậc 1 thượng phẩm. Vương Trường Sinh tính để bọn họ tới Nam Hải phát triển. Nếu gia tộc bất hạnh bị diệt tộc, có bọn họ, gia tộc còn có thể đồng sơn tái khởi. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo.